Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi tin tức Bảo Anh bất ngờ bị bắt gặp qua đêm tại nhà Hồ Quang Hiếu. Sau khi đi diễn về, Bảo Anh không về nhà mình mà đã lái xe đến nhà Hồ Quang Hiếu và đến chiều ngày hôm sau mới trở ra. Theo nhiều nguồn tin, Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đang hẹn hò cùng với nhau. Và mới đây, Bảo Anh đã bị ống kính chúng tôi bắt gặp khi cô đang lái xe trên đường đi diễn về để đến nhà của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu ở đường Thống Nhất, quận Gò Vấp vào lúc 1 giờ sáng. Khi đến trước đầu hẻm, Bảo Anh ngồi chờ trên xe. Một lúc sau, Hồ Quang Hiếu chạy xe ra đón và chở Bảo Anh vào nhà. Theo quan sát, chúng tôi thấy cả hai ở nhà và Bảo Anh đã qua đêm tại nhà Hồ Quang Hiếu. Đầu giờ chiều ngày hôm sau, Bảo Anh được người nhà Hồ Quang Hiếu chở bằng xe máy ra với một bộ trang phục khác. Và cô nàng nhanh chóng đón taxi để di chuyển đến một quán cà phê ở quận Nhất để tập vũ đạo cùng vũ đoàn của mình. Chúng tôi đã kịp ghi lại được những hình ảnh hẹn hò của cặp đôi Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu và không thể không đặt nghi vấn về mối quan hệ này. Hồ Quang Hiếu đeo khẩu trang xuất hiện bên cạnh xe riêng của Bảo Anh. Bảo Anh vừa đi diễn về, cô đã lái xe đến thẳng nhà Hồ Quang Hiếu trên đường Thống Nhất, Gò Vấp. Hồ Quang Hiếu lấy xe máy ra đầu hẻm để đón Bảo Anh. Anh đeo khẩu trang, còn nàng dùng tay che mặt để tránh sự chú ý của những người xung quanh. Đến đầu giờ chiều ngày hôm sau, cô mới được người nhà Hồ Quang Hiếu chở ra ngoài bằng xe máy. Và mới đây, chúng tôi đã bắt gặp cặp đôi này tại sân bay Tân Sơn Nhất khi Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu vừa đáp cùng chuyến bay trở về Việt Nam sau chuyến đi lưu diễn dài ngày ở nước ngoài. Theo nhiều nguồn tin chúng tôi có được, thì Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đã quen biết nhau từ lâu và chỉ mới nảy sinh tình cảm từ những lần biểu diễn chung trong các show mà có sự tham gia của cả hai tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Cặp đôi cũng thường xuyên khoe ảnh chụp cùng nhau trên trang cá nhân cũng như hình ảnh của cả hai được bạn bè thân thiết đăng tải. Và những hình ảnh này cũng đã khiến cho các fan của Bảo Anh nghi ngờ về mối quan hệ của cô và Hồ Quang Hiếu. Liệu Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu có phải là cặp đôi mới hạnh phúc của showbiz Việt trong những ngày đầu năm 2016 không? Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.